Sau đây mình sẽ hướng dẫn cho tất cả các bạn cách lập tương tác bạn bè trên Symbol Facebook Pro, hay còn gọi là hủy kết bạn với những người không tương tác trong một khoảng thời gian nhất định. Nó sẽ bao gồm có 5 bước. Bước 1 là quét bạn bè. Bước 2 là lập tương tác bạn bè, lập trong một khoảng thời gian đã chọn, như mình chọn 3 tháng, 6 tháng hay là 1 năm trở lại, xem có ai đã tương tác với bài viết của mình hay không. Bước 3, danh sách tương tác là mình sẽ có một cái data đã quét. Bước 4 là quản lý tệp ID. Mình sẽ lưu lại cái tệp ID này đã quét, chia nhỏ từng tệp ra. Như bạn quét được khoảng tầm 2.000 ID trên Facebook, tương đương với là 2.000 bạn bè là không tương tác trong một khoảng thời gian quá dài, thì mình sẽ chia nhỏ cái tệp này. Và bước 5 là hủy kết bạn. Sau khi mà mình đăng nhập vào phần mềm thì mình sẽ vào phần quét bạn bè và mình sẽ chọn cái ID Facebook của mình cần quét. Số luồng chạy như 1 là tương đương với 1 nick, 2 là 2 nick, và mình sẽ bấm chạy ngay để cho phần mềm nó tự động nó sẽ quét bạn bè trong cái nick của mình, và mình chỉ việc ngồi chờ thôi. Sau khi phần mềm quét bạn bè xong, nó sẽ báo hiệu chỗ phần là đã dừng, nó thông báo mình là quá trình quét bạn bè nó sẽ kết thúc. Sau khi mình đã quét bạn bè xong thì mình sẽ qua phần lập tương tác bạn bè. Ở đây mình sẽ chọn ngày quét. Mình sẽ lập tầm theo nhu cầu của mỗi người thôi. Có thể là 3 tháng, 6 tháng hoặc là 1 năm trở lên. Ở đây nick của mình không còn sử dụng rất trong một khoảng thời gian rất là lâu, tầm 1-2 năm thì mình sẽ quét tầm 4 năm. Cái này là do nick của mình không hoạt động lâu, còn nick của bạn thì bạn có thể ước lượng được khoảng cái thời gian mà mình cái bài gần nhất, gần đây thì mình sẽ lọc bài đó trở về sau, tùy theo của nick của mỗi người. Sau khi lọc bạn bè xong, mình sẽ vào phần danh sách tương tác và mình sẽ nhấn vào xem danh sách. Ở đây nó sẽ có 3 sự lựa chọn là danh sách có tương tác, danh sách không có tương tác và hiển thị toàn bộ. Lúc này mình sẽ nhấn vào phần danh sách không tương tác và mình sẽ copy cái list ID này, hoặc là mình có thể lọc theo thời gian. Mình tích vào cái ô bên phần số thứ tự để cho nó chọn hết tất cả các ID. Ở đây mình là 1865 ID là không tương tác. Sau đó mình sẽ copy list ID này. Sau khi mình copy list ID ra, mình sẽ vào phần quản lý tệp ID để mình lưu lại cái tệp ID này. Mình sẽ paste cái ID lúc nãy và mình sẽ đặt tên cái tệp này. Mình sẽ đặt theo tên nick cho nó dễ dàng phân biệt giữa nick này và nick nọ. Và mình sẽ chia số tệp này ra là 300. Và bước 5 là hủy kết bạn. Khi mà mình đã có ID nick mà mình đã cần hủy kết bạn, mình chỉ sẽ cần lấy ID từ trong một cái phần mà quản lý tệp ID hôm nãy mình đã lưu á. Mình sẽ chạy những tệp ID này. Có thể là mình chạy ngay hoặc là mình sẽ đặt lịch. Và mình sẽ cho thời gian nghỉ tầm 30 đến 60 giây. Chứ mình mà hủy kết bạn mà số thời gian mà ngắn quá, Facebook nó sẽ dễ dàng nó phát hiện và nó sẽ checkbox cái nick của mình, sẽ dẫn đến tình trạng là bị deny nick. Có thể bạn có thể để từ 60 hay là hơn cũng được. Sau đó bạn sẽ đặt lịch và đặt giờ với yêu cầu là bạn phải mở phần mềm này trước cái thời gian
ngày giờ mà bạn đã lên lịch để cho nó tự động, nó chạy tự động, chứ bạn đặt lịch rồi mà bạn không mở phần mềm thì nó sẽ không chạy được. Và cuối cùng bạn chỉ chờ thành quả thôi.